Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Gói Chọn Thiên Nhiên vào Mâm Cơm Việt với đồi đa năng Amway Queen, được phát sóng trên cộng đồng Queen Work Việt Nam. Hánh vừa được chị hàng xóm tặng một quả bí đỏ. Khi mà cầm quả bí đỏ trên tay thì Hánh nghĩ tới rất là nhiều món khác nhau. Giữa mùa hè nắng nóng như thế này, giữa cái thời tiết oi bức 35-36 độ thì lựa chọn món ăn nào để tốt cho sức khỏe là một cái mà chúng ta cần phải rất là suy nghĩ. Và hôm nay thì Hánh hướng dẫn mọi người làm một cái món ở trong mâm cơm gọi là đón hạ vàng với bí đỏ kho tương. Chúng ta có một món ăn vừa tốt cho sức khỏe, ít dầu mỡ, vừa là món chính và có thể chống ngán trong những cái ngày mà thời tiết oi bức cũng như là cái ngày mà bạn chán thịt. Như đã nói ở trên, ngày hôm nay thì Hánh sẽ gửi tới cả nhà món bí đỏ kho tương. Nguyên vật liệu thì đương nhiên rồi, có bí đỏ. Chúng ta sẽ kho cùng với cả lạc, có tương bần, hành, tỏi, ớt và một chút đường. Cái công thức của ngày hôm nay thì Hánh sẽ làm cho 3 tới 4 người ăn. Trước tiên là khi mà dùng cái bí đỏ này thì với những cái quả bí đỏ già như này thì chúng ta có thể gọt vỏ để thành những cái miếng bí như thế này. Còn nếu như mà những cái quả bí xanh mà vỏ nó còn non á thì chúng ta có thể kho cả vỏ. Tuy nhiên thì đối với những món bí đỏ kho như thế này, với kinh nghiệm của anh thì chúng ta nên dùng những cái quả bí già. Vì sao cần phải dùng bí già? Với những quả bí già thì các bạn thấy là cái cấu trúc ngay khi mà Hánh đặt dao các bạn cũng thấy rằng là nó chắc và nó cứng hơn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là cấu trúc của nó phù hợp với những cái món kho. Bí cắt ra như thế này thì bây giờ chúng ta có thể xào hoặc là chiên sơ. Mặc dù là mùa hè, chúng ta có thể nghe rất là nhiều lời khuyên một món ăn cần phải tránh ra dầu mỡ để bảo đảm cho sức khỏe. Tuy nhiên thì cân bằng nhóm chất là một cái điều vô cùng quan trọng ở trong bất kỳ một bữa ăn nào và trong bất kỳ một cái mùa nào. Thì hôm nay với cái món bí đỏ kho, nó đã có lạc rồi, có rất nhiều chất béo rồi. Nhưng mà Hánh cũng sẽ chiên sơ cái bí này lên để cho cấu trúc nó chắc hơn, nó đậm hơn, nó ngọt hơn, cho cái món kho của chúng mình sẽ ngon hơn. Sau khi đã chiên xong bí rồi thì chúng mình sẽ dùng chính cái nồi chiên này để xào thơm cái tỏi và hành. Cái này thì chúng ta không cần dập cũng không cần cắt, bởi vì cái bí đỏ kho trong vòng 20 phút thì cái hành này nó vừa chín tới và chúng ta cũng ăn rất là ngon khi mà ăn cả nhánh. Nhiệt thì mình để vừa phải để cho cái hành tỏi này nó thật là thơm lên. Trong quá trình này thì mình sẽ đi pha sốt nha. Pha sốt để khi mà hành tỏi vừa thơm, mình cho bí vào và mình sẽ dội sốt lên luôn. Nước, tương bần, đường, tiêu. Cũng không phải người nào cũng từng được nghe về tương bần đặc sản của Hưng Yên. Đây là cái gì? Là một cái dạng đậu tương được ủ lên men. Trong tương bần thì không chỉ ngon khi mà đi cùng với cả các loại món chay, chấm rau, mà nó đặc biệt vô cùng tốt cho sức khỏe. Đấy là cái enzyme nó được lên men tự nhiên khi mà ủ cái tương bần này đến thời kỳ ăn được. Nếu như bạn không có tương bần thì bạn hoàn toàn có thể thay bằng tương hột hoặc là tương đậu đen nếu như ở cái vùng đất của bạn khó mua tương bần. Nhưng đến bây giờ trong tất cả các siêu thị thì Hánh thấy rằng là tương bần, tương nếp cũng đã mua rất là dễ dàng. Cho nên là cái món bí kho tương bần này nó sẽ trở thành một cái món mà vô cùng quen thuộc với gia đình nhà bạn trong mùa hè. Hành tỏi thì đã thơm nhẹ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho lạc vào xào. Ở đây thì Hánh có những cái hạt lạc tươi bóc ở trong củ ra, cho nên là không cần ngâm. Còn nếu như bạn dùng lạc khô thì bạn sẽ cần ngâm trước khoảng 4 tiếng. Khi mà đã xào thơm lên thì chúng mình sẽ cho cái nước sốt này vào. Để cho cái nước sốt này sôi lên một chút thì mình sẽ cho bí. Sốt thì đã sôi nhẹ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho bí vào. Chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà cho bí vào thì chúng ta sẽ cần lắc nhẹ cái chảo và chỉnh cho những cái miếng bí nó nằm xuống để cho nó ngấm vào sốt. Và bây giờ thì chúng mình sẽ tận dụng những cái tính năng rất là đặc biệt của nồi Amway Queen. Cho một cái đĩa đậu hấp vào. Và đĩa đậu hấp ở đây thì Hánh để vô cùng đơn giản. Những cái miếng đen này là những cái miếng rong biển, một vài cái nấm. Và chúng ta làm một cái bước rất là đơn giản là tưới thìa nước tương lên. Chúng ta bày rau,
với những cái rau củ quả mà mình bày ở trong cùng một cái thời điểm như thế này, bí thì cần kho khoảng 20 phút, cho nên chúng ta cũng sẽ lựa chọn những cái loại rau mà có thể chín trong vòng khoảng 15 phút để chúng ta sẽ kiểm tra nồi trước khi mà chúng ta cho bí ra. Và đậy vung. Các bạn vừa nhìn thấy là chúng ta đã đậy nắp rồi. Và bây giờ thì chúng ta không có cần chạm gì nữa, chỉ có đợi cho nồi làm nhiệm vụ của nó thôi. Qua cái mâm cơm này, đón hạ vàng với bí đỏ kho làm một cái mâm cơm chay. Bạn vừa nhìn thấy hãy cho vào trong nồi đúng không ạ? Đậu hấp và các loại rau củ quả ngũ sắc. Theo cái lối sống hiện đại của ngày nay, ăn thực vật, ăn chay hoặc là ăn chay trường trở nên rất là phổ biến. Còn cái việc mà ăn thực vật nó vô cùng tốt cho sức khỏe rồi, đặc biệt là trong cuộc sống ngày nay nó có quá nhiều những cái thực phẩm mà chúng ta cần phải chú ý về chất lượng cũng như là nguồn gốc của nó. Trong cái thời buổi mà dư thừa dưỡng chất chúng ta đang ăn quá nhiều thì việc ăn thực vật là một cái lối sống mà chúng ta sẽ ưu tiên hơn. Và bây giờ thì đã hết 15 phút rồi, hãy cùng mở vung để xem mà cái màu sắc của rau quả thế nào nhá. Wow, bạn thấy không? Với em Moi Queen thì ngay cả khi rau củ đã chín rồi, màu sắc nó vẫn giữ nguyên như lúc tươi mới. Bây giờ thì rau đã được rồi, chúng ta đã chuẩn bị nhấc ra để bày mâm nhá. Các bạn có thể quan sát thấy ạ, đây ạ, trước 5 phút khi mà bỏ rau ra thì cái sốt nó vẫn còn. Sốt nó vẫn còn như thế này. Bây giờ thì cái tương và bí nó đã ngấm đều rồi, và bí thì cũng đã mềm rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một xíu nữa, bỏ rau ra rồi chúng ta đảo để cho các cái bí nó ngấm đều với cả tương, với cả cái số sốt còn lại. Thì trong cái quá trình mà chúng ta đun tĩnh, nó bảo vệ trong cả một cái quá trình mà mình đun 15 phút vừa rồi để cho cái bí đỏ này nó ngấm, thì có thể có những cái bề mặt nó vẫn ở phía trên, nên là mình sẽ đảo lại và đun tiếp 5 phút cuối cùng. Đây, các bạn có thể quan sát là sau khi mà đun những cái phút cuối cùng thì bí đỏ màu sắc vẫn giữ rất là tự nhiên. Chúng ta thấy rằng bí đỏ thì sau 20 phút kho vừa chín tới, không bị nát, màu sắc vô cùng tự nhiên, ngấm gia vị vừa vặn. Và bạn sẽ thấy rằng là tất cả những cái nguyên vật liệu ở trong cùng với cả bí đỏ kho này đều đã ngấm rất là đều sốt, và đặc biệt là còn nguyên miếng, bao gồm cả bí. Nó cũng rất là dễ bở, cũng dễ tơi, nhưng mà nó cũng vẫn còn giữ được nguyên miếng và nguyên màu sắc như thế này. Nếu bạn muốn làm một món ăn chay lạ miệng, nhiều dinh dưỡng mà lại nhanh chóng cho bữa cơm gia đình vào cái ngày hè nóng bức, thì bạn có thể thử ngay công thức bí đỏ kho tương này, vừa lạ miệng, vừa nhanh chóng mà lại vừa bắt cơm nữa. Trong quá trình chế biến mâm cơm gia đình, tùy theo khẩu vị và sở thích, chúng ta có thể phối hợp chọn lựa những cái món ăn khác nhau. Nhưng chúng ta cần phải nhớ 3 chìa khóa trong bất kỳ mâm cơm nào, cho dù phối hợp với món gì, đó là cân bằng nhóm chất, cân bằng sắc màu, cân bằng ngũ vị, để có được một cái mâm cơm đảm bảo dinh dưỡng thuận tự nhiên. Với mâm cơm đón hạ vàng ngày hôm nay thì hãy mang tới công thức bí đỏ kho tương, và hãy kết hợp cùng với những món đậu hấp rong biển, rau ngũ sắc chấm với chao và canh rong biển nấm, ăn với cả cơm lứt và một chút dưa muối sổi. Tất cả tạo nên một mâm cơm hài hòa và vô cùng ngon miệng trong tiết mùa hè nóng bức này. Cuối cùng, hãy xin chúc cả nhà có những mâm cơm ngon sau một ngày dài học tập và làm việc căng thẳng. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau.